Rashford dựa vào đâu để đảm nhận trọng trách làm tiền đạo chủ lực trên hàng công ngư? Đối mặt với cơ hội phản công tuyệt vời, đến cả việc khống chế bóng bước một thôi anh ta cũng không làm tốt. Phút thi đấu thứ 35, hàng thủ Mutung ra đường chuyền dài phản công sắc sảo. Thế nhưng pha khống chế bóng cấp độ nghiệp sư của Rashford đã chuyển trái bóng thẳng cho Alisson. Phút thứ 38, Lindelof cũng tung ra một đường chuyền dài chất lượng, nhưng Rashford lại một lần nữa đánh mất cơ hội ngon ăn. Màn trình diễn thể hại của anh ta như là một hình ảnh thu nhỏ của MU ở trận đấu này vậy. Bầy quỷ đỏ trong suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất, đến cả một cú dứt điểm cầu môn cũng không có. Bước sang hiệp đấu thứ hai, MU cuối cùng đã có một pha tấn công nguy hiểm. Sancho sau khi được tung vào sân, dây bóng vượt qua liên tiếp hai hậu vệ đối thủ, sau đó tung ra đường chuyền chọc khe tinh tế. Thế nhưng Rashford lại một lần nữa lãng phí cơ hội quý báu khi đối mặt thủ môn. Cú sút của Rashford bị Alisson băng ra cản phá. Cú sút bồi sau đó của Elanga cũng bị thủ thành người Brazil hóa giải xuất thần. Phút thứ 67, hàng thủ Liverpool phát động một đợt phản công nhanh sau khi cướp được bóng, cánh phải đi ác căng ngang. Bên trong tư thế không một ai theo kèm, dễ dàng dứt điểm vào góc xa không thành ghi bàn. Tỷ số trận đấu lúc này đã nới rộng thành 3-0. Phút thứ 81, MU lại một lần nữa có được cơ hội ngon ăn. Matip có đường chọc khe hiểm nhầm hốc, nhưng cú xoay người dứt điểm sau đó của Rashford quá là tệ hại, thực sự không thể hiểu nổi. Cầu thủ với trình độ như thế này thì làm sao mà có thể đảm nhận vị trí chủ lực trên hàng công MU cơ chứ? Phút thứ 85, Liverpool ghi bàn quyết định hạ gục MU. Hàng công lữ đoàn đỏ liên tục áp sát tranh chấp khiến cho hàng thủ MU mắc lỗi. Jota sau khi đoạt được bóng liền tung ra đường chọc khe chính xác. Salah dùng một cú lốc bóng nhẹ nhàng qua đầu thủ môn, được ghi lại một lần nữa phải vào lưới ngạt bóng. Vậy là MU đã thất bại tan nát trên sân Anfield.